Vụ chuyến bay giải cứu, vì sao bản án nhiều khác biệt với đề nghị của Viện Kiểm sát. Chùa Ba Vàng công khai báo cáo thu chi mỗi ngày nhận 100 triệu đồng tiền công đức, tài trợ. Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi phát ngôn, bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi, bạn trai nói gì? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày ngày 29 tháng 7 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Vụ chuyến bay giải cứu, vì sao bản án nhiều khác biệt với đề nghị của Viện Kiểm sát. Bản án được tòa tuyên với các bị cáo vụ chuyến bay giải cứu cho thấy sự phân hóa rõ rệt, hành vi phạm tội và rất khác với quan điểm, đề nghị của Viện Kiểm sát. Kiến nghị điều tra giai đoạn 2 vụ án đã được đưa ra. Tòa tuyên 4 án chung thân nhóm nhận hối lộ và chạy án, còn nhóm doanh nghiệp có 10 người được hưởng án treo. Sau 12 ngày thẩm vấn và tranh luận, 6 ngày nghị án, chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 54 bị cáo sớm hơn so với quỹ thời gian 30 ngày dự kiến. Hội đồng xét xử đưa ra nhiều căn cứ, bác bỏ quan điểm báo chữa cho rằng các cựu quan chức trong vụ án nhận quà cảm ơn chứ không phải nhận hối lộ, và bác lời kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Bản án cũng gây bất ngờ khi tuyên bố án chung thân và một số cựu quan chức phải lãnh mức án nặng hơn nhiều so với mức mà Viện Kiểm sát đề nghị trước đó. Riêng Phạm Trung Kiên được tuyên mức án nhẹ hơn mức đề nghị. Bốn bị cáo lãnh án chung thân bao gồm Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Viện Kiểm sát đề nghị tử hình. Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị 19 đến 20 năm tù. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát đề nghị từ 18 đến 19 năm tù. Và Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị từ 19 đến 20 năm tù. Theo bản án, trong quá trình tổ chức, các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 về nước. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 bị cáo là cựu quan chức, cán bộ ở nhiều bộ ngành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng. Trong số này, Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Vũ Anh Tuấn đã nhận hối lộ 49 lần với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 32 lần với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Các bị cáo là các cán bộ công chức của cơ quan nhà nước đã nhận số tiền lớn, rất lớn, đặc biệt lớn để thực hiện theo yêu cầu của các doanh nghiệp, chiếm dụng sử dụng mục đích cá nhân. Việc đưa nhận tiền diễn ra nhiều lần, thường xuyên, liên tục, có lần lên đến hàng tỷ đồng, hàng trăm ngàn USD, bản án nêu. Trong số các cựu quan chức nhận hối lộ, bản án cáo buộc Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn có hành vi đòi hỏi, sách nhiễu, đưa ra giá trung chi và yêu cầu doanh nghiệp phải đưa tiền thì mới cấp phép. Các bị cáo khác, dù không yêu cầu nhưng đều gặp gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trước hoặc sau khi tổ chức xong chuyến bay, được các doanh nghiệp chi tiền cảm ơn. Số tiền cảm ơn tương ứng với lợi nhuận của doanh nghiệp và số lượng hành khách rất lớn, lên tới hàng tỷ đồng, vượt quá mức thu nhập bình quân của một cán bộ công chức. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không báo cáo cơ quan, tổ chức mà chiếm hưởng. Hội đồng xét xử đưa ra phân tích và bác bỏ quan điểm bào chữa, khẳng định hành vi của các cựu quan chức chính xác là nhận hối lộ. Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều bộ ngành. Nhóm bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ quyền hạn nhưng đã lợi dụng dịch bệnh, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải đưa hối lộ. Vụ án chuyến bay giải cứu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình và tạo dư luận xấu trong nhân dân. Theo bản án, thủ đoạn nhận hối lộ của các bị cáo tồn tại ở hai dạng, gồm mặc cả, buộc doanh nghiệp chi tiền, hoặc gây khó khăn bằng cách mập mờ, làm không hết trách nhiệm buộc doanh nghiệp chi tiền theo luật bất thành văn. Thậm chí nhiều cựu quan chức phạm tội theo hình thức thông đồng, hứa hẹn, chia sẻ lợi ích.
Riêng trường hợp cựu thư ký Phạm Trung Kiên, hội đồng xét xử nhận thấy mức hình phạt tử hình viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với hành vi phạm tội. Tuy nhiên tại tòa, Kiên thể hiện thái độ ăn năn hối cải, tổng số tiền bị cáo đã trả lại cùng gia đình khắc phục là hơn 42,2 tỷ đồng. Trên cơ sở chính sách nhân đạo của pháp luật, hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Phạm Trung Kiên khỏi đời sống xã hội, mà mức án khác cũng đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, bị cáo Hưng được cho là phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội hai lần trở lên. Bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền, do đó cần phải đưa ra mức án cao hơn mức đề nghị của viện kiểm sát mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm, bản án nêu. Chuyển sang tin tức tiếp theo, chùa Ba Vàng công khai báo cáo thu chi mỗi ngày nhận 100 triệu đồng tiền công đức tài trợ. Trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho biết, từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, trung bình một ngày, chùa Ba Vàng nhận được khoảng 100 triệu đồng tiền công đức tài trợ cho di tích và lễ hội chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa đăng tải văn bản công bố báo cáo thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo yêu cầu của chính quyền địa phương lên các kênh truyền thông của chùa tối ngày 28 tháng 7. Báo cáo do Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng ký, gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cùng ngày, tức ngày 28 tháng 7. Đáng chú ý trong báo cáo này, đại diện chùa Ba Vàng cho biết, chỉ thực hiện đối với tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội từ ngày 19 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, đồng thời cho rằng điều này đúng với quy định tại thông tư số 04 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 62 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo quy định tại khoản 4 điều 1, quyết định số 775 của Bộ Tài chính thì thời điểm kiểm tra là năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 điều 17 thông tư số 04 thì thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Trước khi thông tư số 04 có hiệu lực thi hành, các cơ sở tôn giáo không tách riêng các loại tiền công đức do chưa có quy định và hướng dẫn. Báo cáo của chùa Ba Vàng dẫn chứng về loại tiền công đức tài trợ được báo cáo, chùa Ba Vàng cũng chỉ thực hiện báo cáo về quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức tài trợ cho các hoạt động tôn giáo theo chùa Ba Vàng thì đây là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý theo quy định của giáo hội, phù hợp với giáo luật của Đức Phật và pháp luật của nhà nước. Báo cáo của chùa Ba Vàng cho thấy tổng số thu công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trong khoảng thời gian nói trên là trên 4,16 tỷ đồng. Như vậy, từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, chỉ riêng tiền công đức tài trợ cho di tích và lễ hội, trung bình mỗi ngày chùa Ba Vàng nhận được khoảng 100 triệu đồng. Vẫn theo báo cáo, toàn bộ số tiền này cũng đã được nhà chùa chi hết theo đúng số thu cho hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong đó, chi ủng hộ gia đình nghèo vượt khó, phường Quang Trung, Uông Bí, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng, hỗ trợ ba cháu có hoàn cảnh khó khăn, phường Thanh Sơn, 4,5 triệu đồng, ủng hộ quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Duyên, 100 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng hai mái ấm tình thương, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là 140 triệu đồng. Ngoài ra, nhà chùa cũng ủng hộ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở Điện Biên là 2 tỷ đồng, ủng hộ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam 500 triệu đồng, ủng hộ thành phố Uông Bí xây nhà tạm dột nát 800 triệu đồng. Trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã có báo cáo số 119 BC-PTC về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc. Trong đó không có số liệu báo cáo của chùa Ba Vàng. Liên quan đến việc này, đại diện chùa Ba Vàng đã liên tiếp phát hành 3 thông cáo khẳng định không nhận được văn bản yêu cầu thực hiện. Đến ngày 24 tháng 7 vừa qua mới nhận được văn bản số 2240/UBND-TCKH của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về việc báo cáo việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn. Văn bản này đề nghị chùa Ba Vàng hoàn thành báo cáo nội dung quản lý tiền công đức theo thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 7 năm 2023. Tin tức cuối cùng, Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi phát ngôn, bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi. Bạn trai nói gì? Tối ngày 28 tháng 7, Nguyễn Anh Kiệt, bạn trai Hoa hậu Ý Nhi đã lên tiếng, bênh vực người đẹp chưa phát ngôn gây tranh cãi. Bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi. Anh viết,
giữa chúng tôi không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết, mà còn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Bạn trai ý nhi cho biết những thông tin mọi người xem được chỉ là một phần của cuộc phỏng vấn. Anh cũng không suy nghĩ tiêu cực về sự việc. Hy vọng người hâm mộ có cái nhìn khách quan và yêu thương ý nhi. Dưới bài đăng của anh Kiệt, nhiều cư dân mạng gửi lời động viên ủng hộ cặp đôi. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc, đừng quan tâm những lời nói tiêu cực của người khác. Quan trọng là nhi và bạn hạnh phúc nhé. Chúc hai em luôn vững tin và mãi hạnh phúc, ủng hộ hai em. Bất cứ ai cũng cần phấn đấu để hoàn thiện bản thân, chứ chẳng vì ai. Ý Nhi nói vậy cũng không sai đâu. Trước đó, chia sẻ của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi về bạn trai gây chú ý trên mạng xã hội. Khi nhận được câu hỏi, bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không, Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm, tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình. Cô nói thêm, tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ là động lực để bạn trai thay đổi vì tôi, chứ không phải vì tôi mong muốn mà bạn trai làm điều đó. Nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người quan tâm nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng lên bạn trai. Bạn là người bình thường thôi, mọi người hãy đặt sự chú ý vào tôi. Nhiều khán giả chỉ trích, Hoa hậu Ý Nhi đang đề cao bản thân và hỏi người yêu phải thay đổi vì mình. Nghe ép lực nhỉ, làm hoa hậu thôi mà làm quá không? Bắt người ta phải thay đổi để xứng tầm hay gì, tự nhiên có ác cảm. Câu trả lời làm bao người thất vọng. Thay đổi gì, tức là giờ em có danh xưng rồi, nên bạn trai cũng phải trở thành nam vương, có danh hiệu hay nhiều tiền hơn. Hoa hậu mà trả lời chán quá vậy. Tuy nhiên, một số người hâm mộ cũng lên tiếng, bênh vực Ý Nhi và cho rằng hoa hậu dùng sai từ, không đáng bị chỉ trích như vậy. Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định. Ý Nhi là sinh viên ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Hoa hậu Ý Nhi đã thẳng thắn công khai chuyện tình cảm 6 năm với bạn trai Nguyễn Anh Kiệt. Đây là lần hiếm hoi một hoa hậu Việt Nam lập tức công khai bạn trai sau khi đăng quang. Điều này khiến khán giả và cư dân mạng rất quan tâm. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!